Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin an toàn giao thông do TV Pháp Luật thực hiện. Bản tin ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Hé lộ những đại dự án đường sắt được chuẩn bị đầu tư trong năm 2024. Danh bạ điện thoại trực ban các đội cao tốc. Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo nóng sau vụ tranh giành ngư trường mất an ninh hàng hải. Liên tiếp các vụ vận chuyển ma túy bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ. Kính thưa quý vị và các bạn, cùng với dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam, một số dự án đường sắt tạo động lực quan trọng khác được cho biết sẽ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2024. Đây được xem là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian tới. Ban quản lý dự án đường sắt thuộc Bộ Giao thông Vận tải vừa cho biết, dự kiến trong tháng 1 năm 2024 sẽ tổ chức khởi công gói thầu đầu tiên của dự án cải tạo đường sắt khu vực Đèo Khe Nét thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, nguồn vốn vay ODA Hàn Quốc và trong nước. Cùng đó, hoàn thiện thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng cầu đường sắt Cẩm Lý, vị trí tại km 24+134 tuyến đường sắt kép Hạ Long. Có tổng đầu tư khoảng 799,55 tỷ đồng, nguồn ngân sách trung ương. Về công tác chuẩn bị đầu tư, năm 2024, Ban Quản lý Dự án Đường sắt tập trung đối với 7 dự án đường sắt trọng điểm quốc gia. Trong đó, đặc biệt là dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam với mục tiêu giải trình hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội vào cuối năm 2024. Ban Quản lý Dự án Đường sắt cũng sẽ hoàn thiện nghiên cứu tiền khả thi để trình Bộ Giao thông Vận tải xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền, thẩm định chủ trương đầu tư 5 dự án đường sắt khác gồm dự án Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ, Thủ Thiêm, Long Thành, Biên Hòa, Vũng Tàu, Ngọc Hồi, Lạc Đạo, Yên Viên, Lào Cai. Ban Quản lý Dự án Đường sắt cho biết, ngoài các dự án trên, đơn vị cũng báo cáo đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải chuẩn bị thực hiện một số dự án đường sắt khác trên các tuyến đường sắt quốc gia đang khai thác, góp phần nâng cao năng lực vận tải đường sắt trong giai đoạn hiện nay. Nhằm hỗ trợ cho việc liên hệ xử lý vi phạm, hướng dẫn nộp phạt qua cổng dịch vụ công quốc gia của người tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc trên cả nước, Cục Cảnh sát Giao thông vừa đăng tải công khai danh bạ điện thoại trực ban của các đội cao tốc tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cả nước đến với người dân, cụ thể như sau. 1. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 có địa chỉ tại thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, số điện thoại 0243 581 6399. 2. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 có địa chỉ tại 319 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, số điện thoại 0243 827 1973. 3. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 có địa chỉ tại thôn Hoàng Nê, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, số điện thoại 0228 3899 666. 4. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 có địa chỉ tại số 3 Lê Ninh, phường Quán Bào, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, số điện thoại 0233 3732 345. 5. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 có địa chỉ tại số 198 Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại 0236 375 1193. 6. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 có địa chỉ tại số 134 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0283 829 0252. 7. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 có địa chỉ tại số 71 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0238 829 0246. 8. Đội kiểm tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường sắt số 1, ga Hà Nội, số 120 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, số điện thoại 0243 942 4377. 9. Đội kiểm tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường sắt số 2, có địa chỉ tại ngõ 2, phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, Long Biên, thành phố Hà Nội, số điện thoại 0243 698 0174.
10. Đội kiểm tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường sắt số 3 có địa chỉ tại số 198 Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Số điện thoại 0236 382 7255. 11. Đội kiểm tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường sắt số 4, số 01 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0283 526 0843. Kính thưa quý vị và các bạn, liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một tàu cá mang biển kiểm soát tỉnh Cà Mau cố tình đâm vào tàu cá khác trên biển, gây hư hỏng tài sản và mất an ninh hàng hải. Ngay trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã có chỉ đạo về việc bảo đảm an ninh trật tự trên vùng biển thuộc tỉnh này. Theo đó, trong ngày 8 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã có văn bản gửi đến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên vùng biển. Trong đó, yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các vụ tranh chấp ngư trường để xử lý nghiêm theo quy định nhằm giúp ngư dân yên tâm bám biển. Nhất là thường xuyên tuần tra kiểm soát lưu động trên vùng biển quản lý để kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các vụ tranh chấp ngư trường để đảm bảo an ninh trật tự trên vùng biển của tỉnh. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền vận động ngư dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong khai thác thủy sản. Trước đó, ngày 7 tháng 1, một tài khoản mạng xã hội TikTok đã đăng tải đoạn clip dài 1 phút 33 giây ghi lại cảnh tàu cá mang số hiệu CM91104TS đã đâm vào một tàu khác làm tàu hư hỏng nặng. Còn trong ngày 3 tháng 1, ông THB 46 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cũng trình báo vào đêm ngày 2 tháng 1, tàu cá của ông đang neo đậu ở vùng biển thuộc xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau thì bị một vỏ lãi ném bom xăng làm cho tàu của ông P bị cháy rụi chìm xuống biển. Ước tính thiệt hại tài sản ban đầu hơn 2 tỷ đồng. Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng đi xe máy SH không biển kiểm soát, vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp trên quốc lộ 9. Đây là một trong những vụ vận chuyển ma túy bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ trong những ngày đầu năm 2024. Trước đó, khoảng 21 giờ 25 phút ngày 7 tháng 1, tại km 46 quốc lộ 9 qua xã Đa Rông, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác thuộc trạm cảnh sát giao thông Đắk Rông, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Trị đã ra tín hiệu dừng kiểm tra xe máy SH không biển kiểm soát trên. Đối tượng điều khiển phương tiện bỏ chạy không chấp hành và bị tổ công tác khống chế. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe SH không biển kiểm soát có bao giấy đựng 3 gói dạng viên nén, nghi là ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh nhanh, đối tượng khai nhận là Mai Thanh PH, sinh năm 1981, trú tại xã Tân Liên, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị, vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 5 tháng 1, tại km 17+500 quốc lộ 9 qua xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 74A197XX lưu thông trên quốc lộ 9 theo hướng Lao Bảo, Đông Hà. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có đối tượng Hồ T, sinh năm 2006, trú tại huyện Chepon, Lào, mang theo một bao ni lông màu hồng. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Hồ T khai nhận trong các túi ni lông gồm có 24.000 viên ma túy tổng hợp hay còn gọi là hồng phiến và 1 kg ma túy đá. Hiện cả hai vụ việc đang được mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin an toàn giao thông kỳ này của chúng tôi. Tô Minh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.